Vì sao con người càng ngày càng mắc nhiều chứng bệnh? Trong cơ thể chúng ta luôn tồn tại một thứ được gọi là enzyme. Những enzyme này là thành phần chính để cho mọi giống loài duy trì sự sống. Và theo tiến sĩ Edward Howell, một nhà nghiên cứu enzyme hàng đầu của Mỹ cho biết, con người trong suốt thời gian sống chỉ có thể tạo ra một lượng enzyme nhất định, và khi dùng hết các enzyme thì cũng là lúc con người kết thúc sinh mệnh của mình. Tất cả các hoạt động sống của con người đều có sự tham gia của enzyme, từ quá trình vận động, suy nghĩ, hấp thụ, tiêu hóa, trao đổi chất, tạo tế bào mới cho đến đào thải chất độc. Chính vì vậy, số lượng và độ hoạt tính của enzyme ảnh hưởng lớn đến tình trạng sức khỏe của chúng ta. Mà cơ thể có thể tạo ra được enzyme là thông qua thức ăn chúng ta ăn hàng ngày. Khi ta ăn các thực phẩm tốt như trái cây, các loại thực vật thì số lượng enzyme sẽ tăng. Còn enzyme sẽ giảm khi ta ăn các loại thực phẩm có hóa chất hay có nguồn gốc từ động vật. Các thực phẩm này đều sản sinh ra độc tố khi đi vào cơ thể. Hút thuốc, uống rượu bia cũng làm giảm enzyme vì cơ thể phải tiêu tốn enzyme để phân giải các chất độc này. Mà khi số lượng enzyme giảm thì sức đề kháng sẽ giảm. Khi sức đề kháng giảm, các loại bệnh nguy hiểm sẽ xuất hiện.